Dạ em thì trải qua ba mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên thấy mối tình 15 giây. 15 giây. Từ 22 tháng 5, bạn muốn hẹn hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn, mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Nhậu nhẹt thì em cũng muốn anh biết nhậu thì cũng được. Cái đó thì em cũng không phải là không thích, nhưng mà đừng nhậu nhiều. Đừng có say bê bết. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền à. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ à. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ à. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ à. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị em. Hồng Vân Lung chào Linh em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á, nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh. Cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ, để thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy ta. Cá tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi à, mới thành thơ đúng dạ. không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua ba mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 dạ, giây 15 má giây. Ôi. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như thế sét nào. Đánh hả? Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao người ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó. Và em làm được là cho em cơ hội, em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự thì em còn muốn
cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng, nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân ơi, nghe giọng thì rất khó nói. Em có hai tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công. Đây, dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là xấu, đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, được. Mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên người ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ, à. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét, 1m55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Và nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. À, kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Yeah. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi, thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt rồi, quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. À, rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha, và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu vô tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? À, lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. À, em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra dạ, đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống mẹ. Đây. Ừ, rất là chu đáo luôn nè. Nên em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi,
Bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất là sâu sắc cả nha. Anh ơi, em tặng cho anh, anh có thể mở ra ạ. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Yeah. Nó bị uýu uýu hay sao? Chị á? Để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. À, em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ. Em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ là một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Bài anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Thu mọc tóc luôn. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về đúng văn rồi. Hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thực sự. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Xin mến. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Và đây, món quà của hai bạn dành cho nhau, hãy giữ lấy. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn chương trình. Hạnh phúc nghe. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai.
Đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể, nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút, vui vẻ. Rồi cái thứ gì nó lại gì? Sâu sắc. Rồi. Sâu sắc không? Dạ có. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Mời nhà trai. Chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp bên kia. Chào tất cả các thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bạn là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, điện nước cơ khí là làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm à. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng có mấy tháng hơn ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ, thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn làm những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng. Trời ơi, sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em? 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời bạn ơi, đó yêu đàn ông hả? Mới vậy mà sao 7 năm em mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ, lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi, làm mất tao 7 trời năm thanh xuân. Trời, mất nhỏ 7 năm trời thì tình là giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó. Phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá. Tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới em sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút, vui vẻ. Rồi cái thứ gì nó lại gì? Sâu sắc. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á. Một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy. Thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không, nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy. Bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ như vậy đi. Em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì vậy. Nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, cá không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, chung giao em là em làm rất là nhanh. Chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Phải tiết tốc cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại đúng rồi. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, chị với là 2 người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng.
Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung, cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí, với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi, cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ, đã có hai em mà. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu bạn rồi. Này là ok không. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nói lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi đứng lên tặng quà đi. Chào em. Dạ chào anh. Em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. Em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này. Em cũng tặng anh ha. Nghe đồn anh thích màu xanh, còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời, còn em thì lại một đời bên anh. Rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát là luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù bờ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em, sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi. Hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng nhiều lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Bây giờ mình em cũng không rồi. Có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở Đắk Lắk? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk thôi. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian làm sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Nếu mà tình cảm đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Em thấy bạn cũng phù hợp với em đó. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. Chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật. Hương cà phê thơm ngắt, khói lam chiều mênh mang.
lên cao nguyên với anh. Hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoan dài mãi, hương rượu cần cách ngay. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kể tháng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã, lắng nghe lời ai rây hình nhận mình nhàng hỡi linh, nghe sao xuyên lòng mai. Trời ơi, à, hay quá vậy. Bây giờ mai mốt về em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thầy cô và bạn em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc á. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rồi nhịp nào không? Có không anh? Em ăn ngọt nhiều không? Hiện tại thì em không thích ăn ngọt lắm. Tại vì là em bị dị ứng với đường trắng ạ. Ồ, giá mà chị bị dị ứng thì đỡ cho chị quá. Chồng con chị mê cái dáng của em lắm. Biết thì đó, thế phải mà tôi bị dị ứng đường cứ đỡ cho tôi ghê. Tôi không có đường thì chết đó. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trích ngang của mình thế nào. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị ở tại trường quay ạ. Em chào bạn nam ấy kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An. Và hiện em làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp luôn anh. Em làm về gì? Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À, kinh doanh quảng cáo bên kia, ngân hàng, được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu, em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè, vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có con nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ.
Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em á thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? Em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi, 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rơi nhịp nào không? Có không anh? Anh đổ mồi hột hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên này đó em gái. Bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác, và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? Tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta dạ. Rồi. Dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm, tại dạ. Sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? Em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi, vậy là tốt hả? Bên này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất là 2 năm luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? Em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn? Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn dạ. Gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Còn em sao em, hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ, ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Đó. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? Không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà nhận vì, là ông vũ phu. Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương xinh đó, xắn. Đó, ta tự tin dạ. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? Thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Mình hơi nhiều quá. Thân mới nói nhiều, có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói nhiều vui quá. Thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó, nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, vui đúng vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Thằng trai, em đi với ai?
Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với họ nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng, nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc là mình nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất là xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào. Hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ, đứng lên tặng quà liền. Dạ, anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á, thì mỗi lần em mua con gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một con món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội yếu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Dạ. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. Con sao ạ? Anh thấy em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương, xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho em đẹp. Chứ anh là một người rất là có chính kiến. Yeah. Anh thì cũng có hiểu, nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa, còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây, bắt đầu đi em. Cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Kết quả sẽ biết. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 Hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. Rồi, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. Em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời, dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, trời tình cảm. Nắm tay thật chặt lên nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có à. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, thả thính dễ thương như sợ. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cảm ơn chị Vân. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới
khi tiến đến hôn nhân. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadairy, Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Vân, em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi, tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ, từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày, 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tí dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ dai đâu cả trời. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Mẹ anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi em chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, hả? Thích dạ. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Mình dạy là mầm non hay là trung học? Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Dạ. Kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc... đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em... Điểm mạnh, điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh, điểm yếu của em á là... Điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì... em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Ủa em múa gì? Múa đương đại hay là múa... Dạ, em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc. Em trai, em dạ. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ, ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao, không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo ra làm thôi. Rồi em sao tình duyên, sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn là trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng sao phải không? Cái này được đó nha. Châm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao hơn 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh.
Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa. Gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa, em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không mưa gió gì cả. Mỏi mỏi, ừ. Biết đâu có em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có ăn trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi bạn. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Giờ là nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Với tất cả mọi tổ chức, giờ bên đàn gái và ảnh. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi, đóng mấy vai phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sao Đen. Vai Sao Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, vai báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sao Đen cho bên gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì... bên kia múa. Bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tại tay em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì. Bây giờ nè. Bạn này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Đó là quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hủ cho tôi đó. Nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em biết từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền giờ em muốn từ từ để kiếm không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền vậy ha. Đặt hẳn vấn đề luôn. Dạ rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi rồi nợ ai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được à. Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ.
bé giống Hạnh Thúy. À, em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao rút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Trong tập này có một cặp không thành công, nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào và hẹn gặp lại. Dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Nếu mà nóng tính nhất thì anh làm cái gì anh? La đấy em. Quýnh anh nè, em sợ quýnh lắm ạ. Không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. Chứ có mối tình nào? Em chưa có mối tình nữa. Em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Và cuối cùng là em đã hết hứa. Em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo.
Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.